giờ chị nói đúng hả? Rồi tiếp tiếp rồi sao? Cái đất nước mà sống tự do quá thì chị nghĩ như thế này. Thí dụ như cha mẹ mà mua súng được để gì ở nhà đúng không? Có khi không có cảnh giác, con mình còn nhỏ còn gì, nhiều khi nó lấy ra rồi đi chơi, nó tưởng đâu là cái chơi bình thường, nó nguy hiểm chứ. Nó bắn lên di kỳ rồi mà chị nghe bên Mỹ cũng có một cái đứa trẻ đó, nó cầm cái súng mà nó bắn á, nó đâu biết nó là cái gì. Đó là cũng do như cha mẹ thờ ơ là gì, cái đất nước này quá là tự do, ai có muốn giữ cái vũ khí trong nhà là có quyền giữ hết. Nhưng mà có lúc thì những cái đứa trẻ đó nó không biết đây là cái đồ chơi nguy hiểm, đây là cái vật dụng nguy hiểm, mà đây là một cái đồ chơi bình thường của nó, như mỗi ngày nó mua như cao su rồi nó bắn bậy bạ, nhưng mà vô tình để bắn chết người. Thành ra sống về tự do quá cũng nguy hiểm lắm, rất là sợ. Thế chị nghĩ ở đâu cũng phải có luật lệ cho mình, nhưng mà đừng bao giờ có những cái vũ khí mà gây nguy hiểm cho tính mạng, đừng bao giờ để trong nhà. Có thể là mình bắt cách nào đó để mà mình, nhưng mà mình theo chị nghĩ là ít có, mà thí dụ như ăn trộm hay là cướp hay gì cái đó thì mình dễ phòng ngừa rồi. Ở đó là mình có camera đúng không? Dạ đúng rồi. Có chứ. Có camera. Camera báo động. Ý là không phải nó không có trộm cái này kia. Cũng có trộm ít không? Ít lắm. Ít trộm. Ít lắm. Thì cũng đừng bao giờ mà ít, nhưng mà cũng có chị Cúc, có bị trắng đi trộm luôn, không có đâu, ở đâu cũng có hết, nhưng mà nó ít, có nhưng mà có một số ít thôi đó. Cho nên mà tự do văn minh đó là để được mua súng, được sử dụng dụng súng và được để súng trong nhà rất là nguy hiểm. Rồi nhiều khi con trai của mình nó lớn lên, nó chừng mười mấy tuổi, nó biết sử dụng, thì khi nó nóng, nó đang gây lộn với bạn, nó đang bất xúc chuyện gì, hay nó đang buồn bã chuyện gì, hay nó có chuyện gì đó, nó vô nó lấy ngay cho nó, nên cho nó đốt luôn coi như xong. Cho nên đừng có tự do quá, cũng không biết rằng tự do là tất cả cái gì, tự do nó cũng có một cái lợi trong đó, nhưng mà vẫn có một cái hại trong đó, nó cũng có nhiều mặt, chứ không phải là nói ở cái sống với đất nước tự do văn minh là tự do hàng ngày. Cảm thấy sợ như bây giờ nữa, chị nói mà tự do mà nói mình đi qua bển thì cũng có một hai người ghét chị về cái chuyện của mình luôn hè, hay là ghét chị gì chuyện này chuyện kia, có thể trời ơi, họ dễ dàng chỉ cần một cái chỉ cần ở trong đầy móc ra cái là cái nhẹ cái thì xong lên đường chị nói đi mất biệt rồi bà ba trên đầu lên đường xong bởi vì sợ lắm nó, mà nói tự do gì nào sợ gì nãy dám. Nhưng mà ở Việt Nam nó là cái luật pháp không bằng, mà luật pháp người ta nắm chặt như thế này, có ai mà dám giữ những cái vũ khí đó đâu, không dám. Mà khi mà có một cái vụ án gì á, công an Việt Nam giỏi, 1 phút 30 giây bấm nút một cái xong, hay lắm. Em thấy về chuyện này, em thấy Việt Nam cũng là nước an toàn về du lịch nhé, an toàn về du lịch và cũng an ninh nhé. Không phải mà như mà các nước tự do mà này kia nọ nghe sợ đó. Nghe con bữa đó cái con diễn viên Thanh Hằng đi ra nước ngoài mà đi vô cầu thang máy đó, kể gì mà ôm một cái bóp kẹt kẹt bên mình đó, thì bị một cái người da đen đang áp sát gì ấy vô cái bóp, thì lúc đó là Thanh Hằng diễn viên mà Thanh Hằng mà đóng phim á, nó kể người mẫu đó không? Đó là người mẫu mà đóng phim, nó đẹp gái. Nó nói trời, lúc đó là nó nghĩ như là cuộc đời nó xong luôn rồi, nhưng mà khi mà tới cái cánh cửa nào á, nhờ cái người ở ngoài bấm cái cánh cửa nào thì vừa bước áp là nó tính là xong rồi, bắt đầu cái cửa nó mở ra là không biết cái lầu mấy, là tự nó đi ra cái lầu đó rồi, để mà nó nhặt quà nhặt với mọi người để mà nó thoát cái thân đó. Có cái người vô thì nó đỡ, chứ còn không, nếu không trong đó là nó nói không biết là cái hậu quả như thế nào, mà nó biết chắc chắn là cái người này đang me cái bóp của nó luôn, đang là muốn là, mà trong khi đi nó nói là nó cũng nghĩ là cũng có người này khi xong nó vô sao mà có mình nói với cái người đó là người da đen đó, nó lên nó chia sẻ cho tất cả cho mọi người biết là mình đi nước ngoài mình hãy thận trọng, cái là khi mà vô cầu thang máy á, vô trong thang máy mình đi coi chừng là những cái người mà mấy anh mà da đen rồi đi chung đó nha, mình đi có một
cái vụ mà em bị bắn thì trước khi em đi á thì bên phòng điều tra của vùng quận Orange County á, họ cũng bắt được thủ phạm rồi. Vậy hả? Họ có báo cho em biết mà cũng điều tra thêm có ai liên quan không. Bây giờ em cũng chưa có biết lý do gì sao mà tại chưa, sao chưa họ đang điều tra. Chắc có người mướn ám sát không? Chắc là có thể. Có người thuê á. Chứ không là tự nhiên. Đúng rồi. Làm chuyện thân này nó có lúc nó cũng nguy hiểm. Có lúc mình nói lên cái sự thật, mình nói lên cái đúng. Nhưng mà em làm truyền thông mà em cũng đụng chạm nhiều. Đúng rồi. Nhiều khi họ sai mà họ không biết họ sai, mình lên mình phản bác mình nói thì có cái họ thù, họ này kia nọ, họ mới ganh tị rồi này kia, họ mới sân si, họ đem cái lòng họ gì mà họ mới họ ám sát mình. Nhưng mà khi cái đất nước tự do này họ dễ ám sát, nếu mà qua phà được thì nó cũng dễ qua phà, mà qua phà không được thì đi vô công an Mỹ thì nó cũng điều tra thì má mình nhìn nhộn cũng không ra gì mình luôn. thiệt chứ, nghe mình bay béo về kể chuyện ở trong tù đi rồi thấy cái cảnh mày vô đó được thì tù cũ ăn hít tù mới ghê lắm. Má mình béo thường hay về chia sẻ kể đó. Mình ủa mình béo về chia sẻ về ở chia tù hả? Ở tù kể nói tù cũ tù mới rồi vô là bị như thế nào ghê lắm, cũng như là địa ngục luôn á. Vô là trước mắt vô là nó nói với anh là nó hỏi là mày ở đâu, mày làm cái gì, mày tội gì mày vô đây. Đó là nó liếc nó hái rồi có thể là nó đốt lại một hai bàn tay nữa chứ đâu phải gì không, đánh nữa chứ. À đúng rồi chị, đặc biệt là mình béo á. Mình béo mà liên quan đến tình dục đó, tình dục mà liên quan đến trẻ em á thì mấy người ở trong đó người ta cũng ghét lắm. Chứ sao? Người ghét gửi cho em á. À, tội gì tội. Mình béo về nói là đó là một cái địa ngục mà không ngờ tới luôn. Thì có người comment cho hỏi mình béo là ở trong đó có bị hành hạ đánh đập không, mình béo dĩ nhiên ít nhiều gì phải có đó, nhưng mà tự nhiên muốn im muốn không có kể nhiều do sự việc. Nhưng mà mình béo nói một câu là mình phải biết được một cái điều như thế này, là mình béo nói là như là một cái địa ngục. Những cái người cũ gặp những cái người mới vô thì phải có một cái quy luật nào đó, nó phải này kia nọ, nếu không là mình bị ăn liền đó. Ít nhiều gì phải có. Okay. Nên họ mong là cái người này để họ khai coi như thế nào để mà chị như chú còn biết được cái đường dây nào và cái mình nói cái lúc nào mà tại sao ai lại mướn cái người để mà ám sát mình, để mình còn có thể là mình còn phòng ngừa được, đúng không? Phòng ngừa được từ cái câu chuyện gì, ví dụ người ta không thích câu chuyện đó mà em liền có cái câu chuyện đó, là cái người đó mất lòng cái gì đó mà bị bên Mỹ người ta muốn ám sát gì vậy, thì mình nhắm vào cái câu chuyện đó mà nhắm vào cái khúc đó để mà phòng ngừa cái nơi đó, phòng ngừa cái chỗ đó để mình còn có cái cách giải quyết. Chứ nếu không là mình thì ở ngoài sáng, người ta thì ở trong tối, mình không biết cái ngày nào, không biết cái giờ nào người ta theo dõi mình. Nếu mà có lần một là sẽ có lần hai, có lần hai xong là sẽ có lần ba, cho nên mình phải rất là cảnh giác, rất là đề phòng. Hỏi được cái câu chuyện đó là mình đã mất lòng với ai, đã là cái câu chuyện gì mà mới bị cái đông nổi này, thì hãy tránh xa những cái chuyện không may, nó còn dễ hơn. Chứ còn mình không có biết được ai là tốt ai là xấu. Ok rồi, cảm ơn chị, bye bye nha. Hello mọi người, hôm nay là sáng thứ sáu, khoảng gần 7 giờ sáng, và sáng nay bị chú đi làm việc, và trên đường Magnolia và Lam Sơn thì mình nghe vài tiếng nổ phía sau xe, và không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình đi đến chỗ dự án làm thì mình phát hiện ra là tiếng súng và có kẻ nào đó đã bắn vào xe của Vũ, rất là khủng khiếp, nhưng mà may mắn mình không có bị gì. Mời mọi người xem nha. Kính thưa các bạn, bây giờ Vũ chạy lại cái hiện trường để mình report cảnh sát. Thứ nhất là để xem cái khả năng là có kẻ nào muốn thủ tiêu, bắn thẳng để vào cái thùng xăng của xe của Vũ để thủ tiêu, để cho nó nổ và mình
cái xe nó nổ tung luôn, là mình lúc đó là cái chắc là ông trời ông phù hộ cho Vũ. Cái vết đạn nó phía trên cái thùng xăng, cho nên nó không có, cho nếu mà thùng xăng đúng thùng xăng là mình nổ, là lúc đó là Vũ chắc là chào trời rồi, về chào ông bà rồi. Rất là may mắn là cái viên đạn nó chỉ nằm trên cái thùng xăng, và mình có hai khả năng là mình bị một nhóm nào đó thủ tiêu nhau, mình bị lạc đạn, hay là có một cái kẻ thù nào đó muốn trả thù vị trí chú, vì trí chú làm việc truyền thông cũng làm việc truyền thông rất là cởi mở và cũng rất là trung thực, và còn cũng đụng chạm nhiều người, và cũng có khả năng là có kẻ nào đó muốn thủ tiêu vị trí chú. Các bạn thấy ở Mỹ cũng không phải là an toàn cho hết đâu. Và chúng ta bây giờ Vũ sẽ gọi cảnh sát. Bây giờ Vũ sẽ gọi 911. Hello các bạn, bây giờ Vũ vừa mới report cảnh sát rồi, thì họ sẽ đến mobile station ở ngay chỗ đường Magnolia và Brookhurst để gặp Vũ để report. Vũ về report vì cái đó nó nguy hiểm tới tính mạng của mình. Và xong qua hit quan cứu mày, I don't know, họ muốn giết mình, hay là họ muốn làm cái gì đó mình không biết, nhưng mà mình phải báo cảnh sát. Hey, sir. Hey, officer. How are you doing? Good. This morning I got to work. Yeah. I just heard someone shoot. I don't know if they shoot me or shoot someone. Okay. But you see, yeah, the hit right here. Did you hear the shots at all? I hear 10 of 15 shots. And where were you at when it happened? Right here, what lane were you in? I'm just land closest to the curb, or the lane closest to the center median? The curb right here. Okay. Yeah. And were you on that side of the street or this side? Nè mọi người thấy không, it's just right here. You know, you see, if they the bullets hit the guy container, it's maybe kill me. One, seven, three,
mình mới report cho cái việc viên cảnh sát xong rồi thì đang chờ họ xem. Hiện giờ thì Vũ bị chú vẫn rất là run nha. Nói chung là mình rất là bình tĩnh, nhưng mà mình cũng nghĩ rất là may mắn ông bà phù hộ cho tính mạng của mình. Một năm mới chưa gì cũng có rất là nhiều biến động, và thực sự làm về truyền thông thì cũng rất là nhiều rủi ro và đụng chạm với nhiều thế lực khác nhau, và thực sự bị chú không biết đụng chạm những ai, nhưng mà mình làm truyền thông và Hoa Kỳ, Mỹ là một quốc gia có pháp luật, và nếu ai đó cố tình thủ tiêu Vũ thì họ sẽ phải trả giá về vấn đề này, và mình đã làm việc với cảnh sát, và chúng ta khi nào có những thông tin mới thì Vũ sẽ cập nhật cho cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm nhé. Đây mọi người,